Tuyệt chiêu lăng ba vi bộ bỗng thành trend siêu hot, thách thức mọi đôi chân với tuyệt kỹ đi không chạm đất. Không biết từ khi nào mà bộ môn lăng ba vi bộ thất truyền của Đoàn Dự lại được mấy anh chàng này học được. Toàn mấy anh nước ngoài thôi, xong lại còn tạo thành trend nữa chứ. Các anh đã biến đổi kỹ thuật khiến việc di chuyển vô cùng linh hoạt và ảo diệu, khiến người nhìn có cảm giác như bàn chân không hề chạm xuống mặt đất. Nhìn các anh lướt lướt, tôi cũng chỉ biết trầm trồ, chứ có hiểu kỹ thuật nguyên lý gì đâu mà giải thích cho các bạn được. Nhưng mà tôi đoán không nhầm thì muốn luyện được chắc phải tập cho đôi chân dẻo dai, linh hoạt, cũng như có phần cơ chắc khỏe để siết giữ toàn bộ cơ thể như nhảy múa trên không. Như thể đang lướt, sau đó dùng mũi chân làm điểm tựa và liên tục di chuyển hai chân để tạo nên hiệu ứng. Quan trọng là phải nhanh, điền mạch để tạo hiệu ứng đánh lừa thị giác, người xem không thể phát hiện ra được. Được của nó đấy! Ở Việt Nam cũng có chàng trai bắt đầu học chen này rồi đấy nhá. Bạn có muốn thử đu chiếc chen này không? Chứ tôi là đầu hàng rồi đó. Và nhớ đừng quên like, share, subscribe để cùng TV Trends cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.